Ôi, đợi một tháng hàng mới về anh em ạ. Đây chính là cái sản phẩm rẻ nhất của Apple. Không biết có phải rẻ nhất không nhưng mà rẻ thật anh em ạ. <laughs> Cùng mở thêm bên trong có gì nhá. Vâng, thật không được không thể tin nổi. Đây chính là cái sản phẩm trị giá 4 đô la Mỹ mà Apple mới bán ra. Chính là chiếc que chọc sim này. <laughs> một chiếc que chọc xi có mức giá là gần 100 nghìn đồng à, Có thể nghe qua thì các bạn sẽ thấy rằng là mức giá của nó khá là cao Công nhận là 100 nghìn cho một cái que bé tí thế này nó là cao thật các bạn ạ Thế nhưng mà nó hợp lý hay không và vì sao Apple lại làm điều này Thì đó là lý do mình ngồi ở đây để chia sẻ cho các bạn kỹ hơn à, Các bạn còn nhớ là cách đây khoảng một vài tháng thì Apple cũng đã có bán cái sản phẩm là khăn lau màn hình đúng không dành cho những cái chiếc điện thoại hay là dành cho những cái màn hình XDR của họ với mức giá loanh quanh là khoảng 500.000 cơ. Bây giờ đúng là cái nước đi này mình cũng thấy hơi lạ thật. Thế nhưng mà Apple làm điều này là hoàn toàn có lý do các bạn nha chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn này. hôm trước thì huy thành đã từng làm một cái bài nói về cái việc là apple đã triển khai cái dịch vụ sửa chữa uh, dành cho những cái sản phẩm apple của mình và đây sẽ là những cái dịch vụ tự sửa chữa dành cho những người dùng có kinh nghiệm và các bạn có thể xem lại những cái video đó mình sẽ để ở trong phần chữ in này nha để huy thành nói kỹ hơn về cái dịch vụ tự sửa chữa này. rất tiếc ở việt nam chúng ta sẽ chưa có dịch vụ này các bạn nha. hiện tại ở việt nam mới chỉ có những cái trung tâm bảo hành được ủy quyền từ apple mà thôi trước giờ thì các bạn đã nghe thấy cái cái tên là AAR đúng không Apple Authorized Resellers có nghĩa là cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam thế nhưng bây giờ chúng ta đã có một cái gọi là trung tâm bảo hành được Apple ủy quyền có nghĩa là các bạn mang đến không khác gì các bạn mang lên những cái trung tâm ở Mỹ ở Singapore để các bạn sửa chữa cả pin sạc cáp màn hình, tất cả các linh kiện đều được đạt chuẩn Apple chứ không phải là sửa tự phát nữa và người dùng hoàn toàn có thể mang lên. Và rất là may mắn thì người Việt đã có thể trải nghiệm những cái dịch vụ như thế này rồi. Đặc biệt là đến từ Shop Đăng các bạn nha, chúng ta đang có cái trung tâm ủy quyền bảo hành của Shop Đăng tại Việt Nam. Thì mình sẽ để lại những cái địa chỉ để nếu như các bạn có hỏng MacBook, hỏng iPhone, hỏng bất cứ cái gì của Apple thì mang đến đây sửa chính hãng của Apple luôn. Hoặc bạn nào chưa có đồ để mà hỏng ấy, để mà sửa Apple ấy thì hoàn toàn để tham khảo ở Shop đăng Hiện tại đến hết tháng 5 chúng ta sẽ có những cái chương trình đó là tặng sim chùm data với những cái sim miễn phí đến 2 GB một ngày khi các bạn mua iPhone, iPad ở những cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Gồm có những cái sản phẩm chính thức của Apple từ iPhone SE đến iPhone 13 series, mình sẽ để ở trong đường link ở phần mô tả. Và các bạn cũng đừng quên rằng sẽ có rất nhiều những chương trình sales khác nhau vào ngày mùng 5 tháng 5 này tại Shopee chính thức của Shop đăng mình để đường link ở trong phần này luôn. Ok, quay trở lại với cái que chọc sim này thì Apple họ không điên đến cái mức mà họ đi bán cái que chọc sim này với mức giá là 100 000 cả hay là 4 đô la Mỹ mà nó là một phần trong cái chiến dịch là triển khai dịch vụ tự sửa chữa dành cho người dùng. Có nghĩa là không tự nhiên mà họ lại mang cái que chọc sim này lên trang web trang chủ của mình làm gì cả. Quá dở hơi mà đây sẽ là một cái phụ kiện mà các bạn có thể mua ở trong cái gói đó. À, tất nhiên là chúng ta đều hiểu rằng là ở trong những cái hộp uh, iPhone của chúng ta thì luôn luôn có cái que chọc sim như thế này à, và tặng miễn phí rồi thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạn muốn tự sửa chữa các bạn không có những cái phụ kiện như này đặc biệt là khi các bạn mua máy cũ mà không có hộp thì đây cũng là một lựa chọn để người dùng có thể mua mình nghĩ rằng cũng hợp lý thôi cái việc bán cái que chọc sim này chứ không có gì là bất hợp lý cả ok vậy là chúng ta đã hiểu được lý do vì sao mà apple lại bán cái que chọc sim này rồi đúng không thế bây giờ chúng ta hãy bàn mức giá đi hôm qua thì mình có làm một cái video tiktok ở trên trang cá nhân của mình ấy mình có chê apple bán cái con que chọc sim này với mức giá cao quá Uh, có một cái câu chuyện vui vui là cách đây khoảng 5-6 năm thì mình có nhớ Có một vài những cái cửa hàng bán điện thoại sách tay ở Việt Nam Hay có cái trò là que chọc sim Giá 20 triệu mua là được tặng kèm một con iPhone Nhưng mà đó chỉ là một chiêu trò marketing thôi Nhưng mà quay trở lại cái video hôm qua mình có lên ấy Thì nhiều bạn nói rằng là thằng này không hiểu gì về sức mua tương đương Rồi là GDP What? Các bạn nói rằng người Mỹ chỉ cần làm mấy tiếng là có mười mấy, hai mươi đô rồi Bốn đô nó đúng là cái mũi luôn Ok, mình hiểu được là cái mức sống ở từng nơi là khác nhau Nếu các bạn quy đổi ra thì có thể là 4 đô la Mỹ nó chỉ bằng khoảng 10.000 ở Việt Nam thôi Ừ, thế nhưng 4 đô la Mỹ có thật sự là rẻ không các bạn? Đây, để mình làm một cái phép thử để cho các bạn xem à, Một cái que chọc sim của Apple Nếu các bạn mua ở trên cái trang um, dịch vụ tự sửa chữa của họ sẽ có mức giá là 4 đô Thế bây giờ mình sẽ đến với cái trang Amazon để cho các bạn xem là một cái que chọc sim ở nước ngoài mức giá là bao nhiêu nha Ok, search ở trên Amazon là 13,23 đô cho que chọc sim với số lượng là bao nhiêu các bạn? 100 que chọc sim với cái mức giá là 13,29 đô. Có nghĩa là các bạn chia ra 100 cái thì tính sơ sơ mỗi cái que chọc sim chỉ có mức giá là khoảng 1,3 đô. 1 đô hơn mà thôi. Ủa? Gì vậy? Xin lỗi các bạn vì là bốt dơ các bạn ạ à, Nếu các bạn chia ra 100 thì mức giá của nó chỉ là 0,13 đô mà thôi Có thể là các bạn sẽ nói đến phí ship, phí này, phí kia Nhưng các bạn lưu ý rằng là ở nước ngoài chúng ta có rất nhiều những chương trình free ship ở Amazon Đây, nó viết thẳng luôn là free delivery này Các bạn thấy là một cái mức giá 4 đô nó là cao không các bạn? Tất cả những ví dụ trên nó chỉ chứng minh một điều Đó là việc Apple bán cái que chọc sim này với mức giá 4 đô Nó vẫn là quá đắt các bạn ạ Và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ chỉ là một lựa chọn mà thôi chưa chắc chẳng có ai mua cái que chọc sim này đâu Tuy nhiên, tuy nhiên, sau khi mà mình có dạo một vòng ở trên Facebook thì nhiều người cũng nói rằng là cái que chọc sim của Apple ấy thường, thường nhá, là nó sẽ bền hơn, nó đỡ bị dỉ xét hơn. Và cái điều này thì vô cùng quan trọng này, bởi vì mình cũng đã có hỏi rất nhiều anh em thì nhiều người có sử dụng cái que chọc sim này để mà cài vào cái móc chìa khóa ấy, để có thể rút sim ra mọi lúc mọi nơi mà không phải hỏi đâu, que chọc sim đâu, que chọc sim đâu. Thì mình thấy rằng đa phần những cái que chọc sim mà mua từ Trung Quốc về nó dễ gãy hơn rất là nhiều Nhưng mà những cái que chọc sim chính hãng của Apple Thì công nhận rằng nó bền hơn Và nhiều người anh em bạn bè của mình có sử dụng thì Mãi đến vài năm sau Đút vào chìa khóa này, đút vào túi này Nó vẫn không bị cong, không bị gãy Những trường hợp này là rất ít Thế nên là chúng ta cũng phải Dành tặng một cái lời khen Thế cho Apple Là cũng bán cái que chọc sim này Với mức giá 100.000 là có lý do cả của họ các bạn ạ Ok đó là tất cả những phân tích rồi Cuối cùng hãy cùng nói Về một cái thuyết âm mưu đi cái việc mà Apple mang cái que chọc sim này lên trang web của mình để bán ấy Nó không chỉ đơn giản là phục vụ khách hàng các bạn nha Có khi nào đằng sau đấy là cả một cái chiến dịch là cả một cái âm mưu mới không các bạn Có khi nào họ mang lên để bán Để dần dần loại bỏ cái que chọc sim này ra khỏi hộp không ạ các bạn Thứ nhất có thể là để tiết kiệm chi phí Giống như những gì họ làm với củ sạc và tai nghe Thứ hai có khi nào họ đang chuẩn bị dục dịch để họ không cần cái que chọc sim này nữa và chuyển toàn bộ những chiếc iPhone trở thành những chiếc máy không lắp sim vật lý không các bạn hoàn toàn có căn cứ đúng không